Sửa đề kiểm tra đánh giá năng lực buổi học thứ tư. Thì lúc nãy mình học thầy quên ghi hình lại, bây giờ phải ghi lại để gửi cho các em này. Thì phần này, cái đề này nó có 20 câu, nó có 6 phần ha. Thì phần thứ nhất là mình dựa vào cái số liệu về virus corona tính đến ngày 30 tháng 1 không mà hay năm 2020. Thì câu hỏi 1 là nó hỏi là tính đến cái ngày này thì trên thế giới có bao nhiêu ca nhiễm. Thì ở đây mình thấy trên cái bảng số liệu nó có nè, toàn thế giới là nó có 9.480 thôi. Thì đây mình sẽ chọn đáp án B. Câu 2 nó nói là tổng số ca nhiễm virus corona của các nước khác tại châu Á, các nước khác tại châu Á nè, rồi là châu Âu và châu Mỹ. Châu Mỹ là Bắc Mỹ á, không thì cộng lại thì là 83 ca, mình cộng hết ba số này lại là 83 ca. Rồi nó hỏi là tỷ lệ phần trăm tử vong, làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai, do nhiễm nCoV trên toàn thế giới tính đến ngày 30 tháng 1 năm 2020. Tức là mình sẽ lấy cái số tử vong này mình chia cho tổng số nhiễm thôi. Số tử vong là 213 chia cho tổng số nhiễm là 9.480. Mình đưa về phần trăm thì mình nhân thêm trăm nữa không, tính theo tỷ lệ phần trăm đó, nhân thêm trăm. Thì nếu mà mình làm tròn hai chữ số thập phân sau dấu phẩy thì nó là 2,25%, 2,25% là vấn đề. Rồi tiếp theo cái phần số 2. Phần số 2 là nó nói là dựa vào thông tin được cung cấp để trả lời câu hỏi từ 4 đến 6. Dưới đây là biểu đồ về số vụ án và số bị can được khởi tố đến tính đến tháng 30 tháng 6 2019 của tỉnh Bắc Giang. Thì cái màu xanh đó, lá màu xanh dương đó thì nó là tổng số vụ án, còn màu màu đỏ đó là tổng số bị can, bị cáo. Thì ở đây đó thì mình thấy là nó cái số này, số liệu này nó thống kê trên trên các cái huyện và thành phố của tỉnh Bắc Giang. Và mỗi mỗi huyện thành phố thì nó đều có hai cái số liệu là tổng vụ án và tổng bị cáo. Thì nó hỏi là tính đến thời điểm 30 tháng 6 2019, tỉnh Bắc Giang có tất cả số vụ án là. Vậy thì mình sẽ lấy số vụ án của các cái huyện mình cộng lại. Ở Sơn Động thì nó có 12 nè. Lục Ngạn thì nó có 68 nè. Ở Lục Nam thì có 66 nè. Còn ở Lục Lạng Giang là nó có 65. Rồi Yên Dũng là có 52. Rồi Việt Yên là 66. Rồi thành phố Bắc Giang là 145. Hiệp Hòa là 57. Rồi Tân Yên là 55. Rồi cuối cùng là Yên Thế là 39. Là 625 vụ án. 625 vụ án. Rồi câu 5 nó hỏi là số bị cáo thành phố Bắc Giang nhiều hơn số bị cáo ở Lục Ngạn là bao nhiêu phần trăm. Không? Thì cái chỗ này là em ghi là số bị cáo ở Bắc Giang. Số bị cáo ở Bắc Giang. Số bị cáo ở thành phố Bắc Giang. Đã, mình đặt là số A đi. A thì nó sẽ bằng là 187. Mình nhìn lên số này mình thấy 187. 187. Rồi số bị cáo ở Lục Ngạn, ở huyện Lục Ngạn
ghi đầy đủ ra luôn là số bị cáo, số bị cáo ở huyện Lục Ngạn. Mình đặt là B. Thì ở huyện Lục Ngạn là nó có 97 bị cáo. 97. Vậy thì cái số cần tính là cái số cần tính. Số cần tính. Tức là nó hỏi Bắc Giang nhiều hơn Lục Ngạn bao nhiêu phần trăm thì mình lấy cái số A trừ B đúng không? Chia cho B rồi tất cả nhân cho phần trăm. Rồi thế số vô mình tính là 187 trừ cho 97 rồi chia cho 97. Tất cả này mới nhân cho phần trăm. Thì số này nó ra là 92,78%. 92,78%. Đây là đó. Rồi câu câu 6 là nó hỏi là trung bình toàn tỉnh là có bao nhiêu bị can. Mình ghi là tổng số bị can toàn tỉnh. Mình sẽ cộng hết cái số bị can lại. 13 cộng cho 97 cộng cho 86 rồi cộng cho 89 rồi cộng cho 68 rồi cộng cho 90 rồi cộng cho 187 rồi cộng cho 100 rồi cộng cho 54 rồi cộng cho 83 bằng 867. 867 ha. Vậy thì toàn tỉnh là có 867 bị can. Đấy. Như vậy thì số bị can trung bình cho mỗi vụ án của mỗi vụ án là mình lấy số bị can này, cái này là bị can ha, mình chia cho số vụ án. Số vụ án mình đây mình thấy là tổng số vụ án là 625 đúng không? Đấy, thì nó sẽ ra là 867 chia cho 625. Nên là bấm máy tính nha. Thì cái này nó ra là 1,3872 bị can. Đấy, thì chỗ này cái đáp án của mình là câu A. Đấy, thì đó là phần số 2. Bây giờ phần số 3. Nó nói là dựa vào thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu hỏi từ câu 7 đến câu 10. Đây là dân số các châu lục qua một số năm. Đơn vị là triệu người. Thì bây giờ câu hỏi số 7 là nó hỏi là dân số của Mỹ năm 2000 là bao nhiêu. Thì mình thấy là dân số của Mỹ năm 2000, của châu Mỹ ha, năm 2000 là 829. Vậy mình chọn đáp án B, 829. Rồi câu 8 là nó hỏi dân số châu Á năm 2008 chiếm số phần trăm so với dân số toàn thế giới là bao nhiêu. Tức là mình lấy con số gì đây, số dân dân số của châu Á là 4 tỷ 52 triệu này chia cho số của toàn thế giới là 6 tỷ 705 triệu. À, thì mình lấy là 4 tỷ 052 triệu chia cho 6 tỷ 705 triệu. Tất cả cái này mình nhân cho 100, tại mình đang tính theo tỷ lệ phần trăm thì nó phải là 60,34 43 60,43%. Rồi nó nói là dân số, câu 9 là nói dân số
trung bình của châu đại dương qua các năm là, thì châu đại dương thống kê qua 4 năm này thì nó 13 triệu nè, rồi 34, 30,4 triệu, 32 triệu, 35 triệu, 14 số này mình cộng lại mình chia cho 4. Thì là 13 cộng cho 30,4 cộng cho 32 cộng cho 35. Cái này mới chia làm 4. Thì nó ra được con số là 27,6 triệu, trung bình mỗi năm là có 27,6 triệu người, không? Câu 9 là đáp án này. Còn câu 10 là nó nói là so với năm 1950 thì dân số thế giới năm 2000 tăng thêm bao nhiêu phần trăm. Đó, mình đang lấy dân số thế giới ha. Dân số thế giới là mình sẽ lấy con số này trừ cho số này. Rồi tính số phần trăm thì mình sẽ có là 6055,5 trừ đi cho 2522 chia cho 2522 nhân cho phần trăm. Rồi tính rồi bao nhiêu phần trăm ha. Rồi câu 10 là xong. 10 câu đầu tiên. Tới phần thứ tư. Phần thứ tư thì nó nói là dựa vào thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời các câu hỏi từ 11 đến 13. Cái này là phân bổ chi phí của một trường phổ thông năm 2019. Thì cái chỗ màu xanh dương là lương giáo viên, màu vàng là lương cán bộ quản lý, màu xanh lá cây là cơ sở vật chất, màu đỏ là sách, và màu xanh nước biển là đóng bảo hiểm, và màu tím là các cái chi phí khác. Thì nó nói là theo thống kê nè, một trường phổ thông về khoản dự trù phân bổ kinh phí năm 2019 được mô tả bởi biểu đồ trên, tổng số tiền của trường này dự trù phải chi là 2 tỷ đồng và tăng 200 triệu so với năm 2018. Do đó số tiền chi cho mua sách năm 2019 cũng sẽ tăng 38 triệu so với 2018. Rồi câu 11 là nó hỏi là trong 2019 thì trường phổ thông đó phải chi bao nhiêu tiền cho lương cán bộ quản lý. Thì bây giờ đó thì tổng chi của mình là 2 tỷ đồng, tức là 2.000 triệu phải không? Và nhân cho 15%, 15% là chi cho cán bộ quản lý đúng không? 15%. Đấy, thì nó ra 300 triệu, phải không? 300 triệu đồng. Ở đây mình sẽ chọn đáp án B. Rồi tiếp theo, cái câu số 12 này nó nói lương chi cho cán bộ quản lý ít hơn lương chi cho giáo viên bao nhiêu phần trăm. Thì mình thấy rõ ràng là ít hơn bao nhiêu phần trăm. Thì mình thấy rõ ràng là lương chi cho giáo viên là 45%, của cán bộ quản lý là có 15% thôi. Rõ ràng là cán bộ quản lý là ít hơn lương của giáo viên 30%, đúng không? Đáp án B. Câu 13 là nó nói là năm 2018 thì nhà trường phải dành bao nhiêu phần trăm chi cho mua sách. Thì mình muốn tính tỷ lệ phần trăm thì mình tính tổng ngân sách 2018, đúng không? Thì mình có là tổng ngân sách 2018, 2018 hay dự trù đó. 2018 thì nó ít hơn 2019 là 200 triệu. Vậy thì 2019 là 2 tỷ đồng, mà bớt ra 200 triệu thì nó còn 1,8 tỷ, tức là 1.800 triệu đồng. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ tính ra số tiền mà chi cho mua sách của 2018, đúng không? Đấy. Mình thấy là số tiền mua sách của 2018 thì nó ít hơn 38 triệu so với số tiền mua sách 2019. Và số tiền mua sách 2019 thì mình tính như thế này.
2019 là nó là 2.000 triệu không, 2.000 triệu tới 2 tỷ đồng đó. Bây giờ mình nhân cho 10%, tại vì mua sách là nó chia là 10 2019 là nó 10% đó, 10% ngân sách. Thì cái này 10% của hai chị 2.000 thì nó ra 200, đơn vị là triệu đồng ha. Vậy thì mình sẽ suy ra được là cái số tiền mua sách năm 2018 là gì? Suy ra số tiền mua sách 2018 là nó ít hơn 38 triệu. Tức là mình sẽ lấy con số 200 triệu này mình trừ cho 38 triệu thì nó còn lại 200 trừ 38 còn 162, cái gì là triệu đồng ha. Này đóng ngoặc đi. Vậy thì tỷ lệ nó hỏi là tỷ lệ phần trăm chi cho mua sách 2018 là 2018 là 162 chia cho là 1 tỷ 8, 162 triệu chia 1 tỷ 8 không, nhân cho 100 mình bấm máy này, 162 nè chia cho 1.800, tất cả cái này mình cứ nhân cho 100 nữa là 9%. Do trước mình không ghi đơn vị phần trăm cho nên dấu dấu phần trăm rồi để trong ngoặc, 9% là C. Rồi cái phần số 5 là nói là dựa vào thông tin được cung cấp dưới đây để trả lời câu hỏi từ 14 đến 16. Thì cái biểu đồ này là số giày đã bán, cỡ giày, cái trục nằm ngang này là cỡ giày không, mà trục đứng là số giày đã bán. Thì mình thấy là cái số 30 đó bán được 30 đôi nè, rồi 31 bán được 10 60 đôi, 32 bán được 95 đôi. Ở đây nó hỏi là cửa hàng bán được bao nhiêu đôi giày trong tháng 12 này. Thì ở đây mình sẽ cộng tất cả các cái số này, số số đôi giày đã bán rồi. 30 cộng 60 cộng 95 cộng 110 cộng 120 cộng 85 cộng 40 thì 540 ha. Nó bán là 540. Rồi cái số 10 câu 15 là nó hỏi số giày cỡ 35 chiếm bao nhiêu phần trăm. Giày giày cỡ 35 là nó bán được 85 đôi không. Đấy, thì giày cỡ 35 thì 85 đôi nè, trong khi là tổng số đôi mà đã bán được là 540 đúng không. Rồi bây giờ mình sẽ nhân thêm trăm nữa, mình sẽ tìm được cái tỷ lệ phần trăm của cái giày cỡ 35 là 15,74% ha, 15,74%. Là chỗ này mình chọn phương án B. Còn kêu tìm cỡ giày đại diện, tìm cỡ giày đại diện tức là mình sẽ tìm cái cỡ giày trung bình ha, cỡ giày trung bình đã bán được. Đấy, thì chỗ này mình có thể thực hiện như thế này. Mình bấm chế độ menu 6, menu 61 thống kê một biến. Rồi cái cột if này đó là mình sẽ nhập cái số cỡ giày vô. Ở đây mình sẽ nhập cái số giày đã bán vô.
Rồi sau khi mình nhập vô mình bấm AC ha, rồi mình sẽ tiếp bấm option nè, chọn cái biến thống kê số 2 mình, rồi sau đó mình chọn số 1 x ngang đó là 33,19 nha không? Thì cỡ dày đại diện của nó là 33,19. Rồi tiếp theo ở đây nó kêu tìm cỡ dày đại diện đó em, cỡ dày đại diện đó chính là cái cỡ dày trung bình đã bán được. Còn ví dụ như nó nói là cỡ dày mà bán chạy nhất thì mình chọn số 34 nè. Rồi bây giờ mình sang phần số 6 là số liệu thống kê về số xe bị lập biên bản từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 6 tháng 1 năm 2020 vi phạm nồng độ cồn tại một số tỉnh thành phố được cho trong bảng sau. À, thì ở đây nó hỏi câu 17, nó hỏi là trong bảng thống kê trên số ô tô bị lập biên bản vi phạm nồng độ cồn ở thành phố Hồ Chí Minh chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số người lập biên bản vi phạm ở cùng thành phố. À, thì ở cùng thành phố là nó có 190 xe máy vi phạm. À, và ô tô là 10, vậy thì tổng cộng ra là gì? 200. Đấy. Bây giờ mình muốn tính ô tô nó chiếm bao nhiêu phần trăm cái này. Thì ô tô nó là 10 phần 200 không? Đó là 10 phần 200. Rồi cái này mình nhân cho 100 nữa. Đấy, thì nó ra là 5%. Thì đáp án của mình ở đây là 5%. Rồi câu 18 là nó nói là trung bình trong 4 tỉnh thành phố trên có bao nhiêu xe máy lái xe máy bị lập biên bản vì vi phạm quy định về nồng độ cồn. Xe máy thôi không? Thì xe máy thì mình sẽ cộng hết tất cả xe máy lại. 190 cộng cho 80 cộng 35 cộng 10. Đấy, tất cả mình mới chia cho 4 không? Chia cho 4. Tức là trung bình mỗi tỉnh là có 78,75 người vi phạm, người bị lập biên bản. Câu số 19 nó hỏi là trong 4 tỉnh thành trên trong quá trình thống kê mỗi ngày có bao nhiêu xe máy bị lập biên bản, mỗi ngày có bao nhiêu lái xe các em, thầy đọc thành xe máy bị lập biên bản vi phạm nồng độ cồn. Thì mình coi là tổng số lái xe bị vi phạm nè, tổng số là lúc nãy là mình có cái số xe máy đúng không, bây giờ mình cộng thêm cái số ô tô nữa. Thì tổng số mình thấy là tổng số lái xe vi phạm là 500 354 ha. 354 người. Rồi là như vậy thì số lái xe vi phạm mỗi ngày trung bình một ngày, tức là mình trong quá trình thống kê ở đây là mình có 6 ngày đúng không? 6 ngày. Như vậy thì mình lấy tổng số người vi phạm này mình chia cho 6. Tức là 354 chia cho 6 nè. Thì nó ra 59 ha, đáp số của mình là 59. Là 300 354 mà chia cho 6. Thì nó bằng là 59 thôi. 29 là mình chọn đáp án B ha. Chỗ này thì để về giải hướng dẫn giải.
Rồi từ cái câu 20 thì nó nói là trong 6 ngày này thì cả nước có là 1.518 lái xe bị lập biên bản. Rồi vậy thì hỏi là số xe vi phạm nồng độ cồn bị lập biên bản ở 4 tỉnh thành phố trên chiếm bao nhiêu phần trăm so với cả nước? Thì lúc nãy mình tính được con số này là 500, tổng số vi phạm là 354 thôi. Tổng số vi phạm là 354. 354 nè. Bây giờ mình chia cho số cả nước ha. Thì nó có là 354 chia cho số vi phạm của cả nước là 1.518. Và cái này mình phải nhân thêm phần trăm không? Nhân thêm phần trăm để tính theo đơn vị phần trăm. Tức là 23,32%. Nếu mà làm tròn một chữ số là 23,3%. À, rồi bán C. À, thì ở đây là thầy đã hướng dẫn giải cái đề về cái phân tích số liệu.